Kính chào quý khán giả đang đến chương trình An ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh. Công an huyện Bến Cầu bắt hai đối tượng vận chuyển 37.500 bao thuốc lá lậu. Công an Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính trục xuất một người nước ngoài quá hạn tạm trú. Ngày 11 tháng 12 năm 2023, đoàn công tác Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm trưởng đoàn, làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh về kết quả công tác phòng chống tội phạm. Đến dự và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các ban ngành tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các sở ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong năm 2023, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.180 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 256 vụ, đã làm rõ 239 vụ, 413 đối tượng, đạt tỷ lệ 93,3%. Tập trung tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa tội phạm, chú trọng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn đối với từng loại tội phạm để làm tốt công tác phòng ngừa. Công an tỉnh Tây Ninh cần căn cứ tình hình thực tế, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới theo quy chế phối hợp, tiếp tục tập trung thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 năm 2023, tổ công tác của Công an huyện Bến Cầu thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, phát hiện xe ô tô tải biển số 70H02982 có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Phát hiện trên xe đang chở nhiều thùng cắt tông, bên trong chứa 37.500 bao thuốc lá điếu các loại do Hà Sơn Vũ điều khiển, cùng đi trên xe có Dương Mạnh Tuyền. Tại cơ quan công an, Vũ và Tuyền khai nhận, trước đó Vũ được một người quen gọi điện thuê vận chuyển thuốc lá từ khu vực cầu Đường Xuồng, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng đi giao hàng đến khu vực Lấy Tiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, với tiền công là 1,5 triệu đồng một chuyến. Vũ rủ Tuyền đi theo để Tuyền làm lơ xe, khuân phụ số thuốc lá và Vũ sẽ trả công cho Tuyền là 500.000 đồng một chuyến. Sau khi Vũ và Tuyền nhận hàng trên đường đi thì bị công an huyện Bến Cầu phát hiện bắt giữ. Được biết đây là chuyến hàng thứ ba cả hai cùng nhau vận chuyển hàng lậu. Hiện chủ tịch công an huyện Bến Cầu đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Vũ và Tuyền để phục vụ làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mo Jae-shin, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là nhân viên lao động kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Xinjiang Group Việt Nam, khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng với hành vi vi phạm người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép với số tiền 1.250.000 đồng, đồng thời trục xuất trở về nước. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mo Jae-shin, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là nhân viên lao động kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn Sanjan Group Việt Nam, khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, với hành vi vi phạm người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, với số tiền 1.250.000 đồng, đồng thời trục xuất trở về nước.
Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cho biết, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm công an nơi có cơ sở lưu trú. Người nước ngoài phải tự khai báo nếu sở hữu nhà hoặc thuê nhà dài hạn mà chủ nhà không thể hỗ trợ. Ngoài ra có thể khai báo tạm trú online. Việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam là một thủ tục bắt buộc. Công an Tây Ninh sẽ phạt tiền cá nhân tổ chức vi phạm và người nước ngoài có thể bị trục xuất nếu vi phạm. Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định phê duyệt 8 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tiến hành chuyển hóa. Tiếp đó, Công an tỉnh triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn với nhiều phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Với 8 địa bàn chọn chuyển hóa, lực lượng công an chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ban ngành địa phương nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ngay từ khi phát sinh, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn chuyển hóa. Thường xuyên kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng tù tha đặc xá, đối tượng sau cai và các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường tổ chức thử nhanh tìm chất ma túy, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hồ sơ áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phối hợp tổ chức tuần tra chủ trang, tuần tra phòng chống tội phạm. Các ban ngành đoàn thể ở các địa bàn phối hợp tuyên truyền phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác và tham gia truy bắt tội phạm. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, các ban ngành và người dân, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật tại 8 địa bàn trọng điểm phức tạp chuyển hóa năm 2023 cơ bản được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022, không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Thanh Sơn, Tý Em, 46 tuổi, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, và Nguyễn Hoài Thanh, Tự Vinh, 41 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh, về tội trộm cắp tài sản. Qua công tác điều tra thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Sơn và Thanh đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ngụ ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an thị xã Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp đối tượng Sơn và Thanh. Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 vòng kim loại màu vàng, 1 sợi dây kim loại màu vàng, 1 nhẫn kim loại màu trắng, 2 miếng vàng SCC, 3 nhẫn kim loại màu vàng, 2 chuỗi dây hạt màu trắng, trên 78 triệu đồng, 2 xe mô tô, 2 tua vít, 1 cây kìm. Bước đầu, hai đối tượng Sơn và Thanh khai nhận đã bàn bạc cùng đi tìm những nhà dân xây dựng đã lâu, chờ đêm tối để đột nhập cắt khóa vào nhà tìm tài sản có giá trị như vàng, tiền, trộm rồi tẩu thoát. Mỗi lần đi trộm, Sơn điện thoại cho Thanh rồi Thanh đón xe buýt đến điểm hẹn ở khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Còn Sơn chuẩn bị kìm cắt, mỏ lết, tua vít, đèn pin, điều khiển xe mô tô biển số 70F1-72990 đến chở Thanh đi trộm ở các khu vực nhà dân trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả hai đã thực hiện 10 vụ trộm gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh vừa trao giấy khen cho ông Nguyễn Thành Đô, 54 tuổi, ngụ khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Anh Trịnh Việt Hiếu, 37 tuổi, ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, và anh Nguyễn Di Khương, 24 tuổi, ngụ ấp Trăm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Đây là 3 người dân đã có tinh thần dũng cảm, hỗ trợ lực lượng công an truy bắt 2 đối tượng cướp giật nguy hiểm khi chúng thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của người phụ nữ đi đường vào ngày 3 tháng 12 năm 2023 vừa qua. Ông Nguyễn Thành Đô, 54 tuổi, ngụ khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, là người dân đầu tiên phát hiện 2 đối tượng cướp giật đã điện thoại báo cho lực lượng công an biết sự việc. Ngày qua khoảng 9 giờ 40, 2 cái đối tượng từ ngõ Ba Lộc Hưng lên, thì có một phụ nữ chạy xe trước, đó là cái 2 cái tên này mới cái kè vô là giật cái sợi dây chạy tới là cỡ cách đối với anh em tụi tôi là khoảng 10 mét thôi, mà tôi cũng rất là chủ động, tôi điện đồng chí Quách, tôi mới quanh trở lại là giờ đó là nó thấy nó có cái bị có hàng đầy đủ.
Sau khi điện thoại báo cho lực lượng công an, ông Đồ âm thầm dùng xe mô tô của mình chạy theo phía sau quan sát. Đến khi tổ công tác của công an phường Lộc Hưng tiếp cận, ông ấy an tâm để lại công việc cho các chiến sĩ làm tiếp. Đại úy Nguyễn Toàn Quốc, phó trưởng công an phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, một trong những người trực tiếp tham gia bắt giữ hai đối tượng cướp giật xảy ra ngày 3 tháng 12 cho biết. Tổ tuần tra của công an phường tiến hành tuần tra đảm bảo trên an ninh trật tự trên địa bàn phường. Khi đến cái đoạn đường thuộc khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng, thì nhận được cái tin báo của người dân thì tại khu phố này có xảy ra cái vụ cướp giật. Chúng tôi nhanh chóng và tức tốc đến hiện trường. Thì khi chúng tôi vừa đến hiện trường thì là có hai đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô loại Exciter với tốc độ cao đang tẩu thoát về hướng khu vực Bào Hải Nam thuộc khu phố Gia Tân. Thì ngay lúc này thì chúng tôi cũng xác định được đối tượng cướp giật tài sản của người dân. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành truy hô và truy đuổi để bắt được đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, lúc này có hai người dân là anh Trịnh Diệt Hiếu, 37 tuổi, ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, và anh Nguyễn Di Khương, 24 tuổi, ngụ ấp Trăm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Trên đường đi làm về, nghe tiếng tri hô của chị N và lực lượng công an. Không chút chần chừ, hai anh quay xe lại hỗ trợ cùng truy đuổi theo hai đối tượng cướp. Khi truy đuổi đến đoạn đường Tránh Xuyên Á thuộc khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thì các đối tượng cướp sử dụng dao và bình xịt hơi cay để chống trả lại lực lượng tham gia truy bắt. Hồng trốn thoát. Thấy anh em truy đuổi là cướp rồi em thấy vậy, em cũng quanh lại em truy đuổi theo một khúc đường thì xe của đối tượng bị hư, đối tượng giục xe thì em cũng có dí đối tượng vô hẻm, có một đối tượng leo rào qua trước, còn một đối tượng thì leo sau thì em có nắm đối tượng sau lại, cũng có giằng co với đối tượng đó mà thấy đối tượng đó thọc tay vô áo rồi em thấy cũng sợ móc dao ra rồi em cũng bỏ chạy ra ngoài kêu anh em vô hỗ trợ. Trong quá trình bị truy đuổi, mặc dù hai đối tượng cướp đã dùng dao bình xịt hơi cay chống trả, nhưng với tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm, công an phường Lộc Hưng cùng sự hỗ trợ tích cực của anh Hiếu và Khương quyết tâm truy bắt các đối tượng đến cùng. Nhận thấy tinh thần quyết liệt của lực lượng công an và người dân trong truy đuổi, khi đến khu vực thuộc khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, hai đối tượng bỏ lại xe mô tô biển số 61C2-57219, chạy bộ mang theo bình xịt hơi cay, chạy ra phía Đồng Mã thuộc khu phố Hòa Bình, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, lẩn trốn. Nhưng đã bị lực lượng công an và người dân phát hiện, khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Công an thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động, 1 triệu 150 ngàn đồng, một xe mô tô biển số 61C2-57219, một con dao bằng kim loại, một bình xịt hơi bằng kim loại. Sau khi hỗ trợ bắt hai đối tượng cướp, anh Trịnh Diệt Hiếu, ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, chia sẻ. Đi ra đường thì lúc mà nghe người ta tri hô cướp, tự nhiên mình bộc phát lên mình dí theo vậy á. Nhưng mình không có nghĩ hết dí theo, mình dí mà cứ nghĩ là phải bắt cho được đối tượng đó. Nhưng mà lúc mà đối tượng quay lại nó chống trả quyết liệt thì mình cũng không có nghĩ là mình sợ nó hay gì, mình cũng quyết tâm bắt cho được. Đem lại tài sản trả cho người dân là mình cảm thấy là rất là vui. Tại cơ quan công an, hai đối tượng cướp khai tên Nguyễn Thanh Tùng, 46 tuổi, ngụ phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, và Mã Đức Hùng, 33 tuổi, ngụ ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cả hai đối tượng là người có tiền án. Đối tượng Hùng có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Đối tượng Tùng có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Tôi với anh Tùng có uống phê, sau đó tôi có rủ anh Tùng về qua chơi. Trên đường quay trở về thì vô tình có gặp người phụ nữ. Thì anh Tùng có nói tôi có cộng dây chuyền, về tôi mới nói anh Tùng là bụp, ý nghĩa là giật luôn. Thì trên đường về thì anh Tùng áp sát xe là cho tôi ngồi phía sau, tôi giật cộng dây chuyền của người phụ nữ. Không suy tính thiệt hơn, sẵn sàng đối diện với tình thế nguy hiểm, dũng cảm tham gia hỗ trợ lực lượng công an truy bắt tội phạm nguy hiểm như ông Đô, anh Hiếu và anh Cương, không chỉ góp phần giữ gìn sự bình yên cho địa phương mà còn thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển vững chắc. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.